Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony sáng thứ bảy ngày 31 tháng 12 năm 2022. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2022 rồi quý vị ơi. Chúc quý vị một ngày thứ bảy an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, một cái nơi nhiều người Việt sinh sống nhất ở hải ngoại đó là tiểu bang California, đặc biệt là quận Cam. Cảnh báo nóng, có thể người dân ở nơi này, trong đó đa số là người Việt, sẽ bị bắt buộc làm cái điều này. Nội dung thứ hai, nó liên quan tới Trung Cộng. Vào ngày hôm qua, một máy bay bỏ bom của Trung Cộng một tí xíu nữa là đụng vào máy bay chiến đấu của Mỹ rồi quý vị ơi. Nội dung thứ ba, đã có người chết ở casino tại Campuchia, người Việt Nam. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một like viết gia chiếu bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới Trung Cộng và Mỹ. Thì vào ngày hôm qua tại Washington DC, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết máy bay chiến đấu của Mỹ bay trên không phận tại Biển Đông. Nhưng cái không phận này là cái không phận quốc tế. Và Trung Cộng đã làm một cái điều này, đó là điều động máy bay chiến đấu bỏ bom ào ạt tung lên bầu trời để theo dõi giám sát máy bay chiến đấu của Mỹ. Tại vì Trung Cộng lúc nào cũng suy nghĩ là Biển Đông là thuộc quyền của Trung Cộng. Cứ ai đi ngang cái chỗ này là Trung Cộng bắt đầu nhảy dựng lên và theo dõi giám sát, và rất là hung hăng quý vị nha, hung hăng và háo chiến. Cho nên vào ngày hôm qua, một máy bay quân sự chiến đấu bỏ bom của Trung Cộng đã bay cách máy bay không quân Mỹ chỉ có 10 phút thôi à. 10 phút tức là có thể nói là rất là gần đó quý vị. Và nó đã xém đụng vào máy bay chiến đấu của Mỹ. Tức là ở dưới mặt đất chúng ta có accident xe. Trên biển chúng ta có accident tàu. Bây giờ cả luôn trên không, Trung Cộng cũng muốn làm accident máy bay. Thì sự việc nó đã xảy ra, và Mỹ cho biết như thế này là máy bay chiến đấu Trung Cộng đang có xu hướng bay càng ngày càng nguy hiểm, tức là không màng tới cái sự an nguy của người khác, cứ theo dõi và giám sát chặt chẽ và lại rất là gần máy bay của Mỹ. Thì vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết như thế này là chúng tôi mong tất cả các quốc gia trong vùng Ấn Độ, Thái Bình Dương sử dụng không phận quốc tế một cách an toàn và đúng luật quốc tế. Tức là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang ám chỉ Trung Cộng là đây là một cái con đường nó gọi là quốc tế, ai cũng có quyền đi qua đi lại, và nếu chúng ta đi trên cái con đường này thì chúng ta phải đi làm sao cho nó an toàn và đúng theo cái luật, chứ không có lưu manh và hung hăng giống như du. Thì cái vụ việc này nó đã xảy ra vào ngày hôm qua, và phi cơ Trung Cộng là chiến đấu cơ C-11 của Hải quân nước Trung Cộng, còn phi cơ không quân Mỹ là chiếc RC-135. Đó là những gì mà quân đội Mỹ cho biết ngày hôm qua. Thì cũng may mắn quá, rốt cuộc hai chiếc máy bay này nó xém đụng vào nhau thôi chứ nó không có đụng quý vị nha. Rồi đó là cái thông tin giật gân giật cốt tại Biển Đông. Bây giờ mình sẽ đi vào cái phần số 2. Nó liên quan tới một cái nơi trở ngược về đất nước Mỹ, đó là một cái nơi mà nhiều người Việt sinh sống nhất ở hải ngoại, đó là quận Cam, California. Thì trong suốt 2 năm vừa qua, sau khi chính quyền của chú Bảy lọt vào được Tòa Bạch Ốc, thì cái tiểu bang California nó đứng đầu 50 tiểu bang về tệ nạn xã hội, về những cái tin giật gân giật cốt, về những cái luật lệ mà làm cho hàng triệu người dân ở đây đã bỏ của chạy lấy người. Tức là trong suốt thời gian vừa qua, người dân California đã bỏ đi rầm rộ khỏi tiểu bang vì những cái luật lệ mà ông thống đốc của tiểu bang này đưa ra. Cả luôn cái hãng xe mà lớn nhất đó là
Tesla cũng đã bỏ của chạy lấy người qua tiểu bang Texas. Rồi, vào ngày hôm qua, tại Sacramento, tiểu bang California, các giới chức y tế cho biết là trong mấy ngày vừa qua, thì miền Nam California, đặc biệt là quận Cam, coi như là tỷ lệ nhiễm dịch dịch nó đã tăng cao ngút ngàn. Và đây là một cái báo động đỏ, có thể là chính quyền ở nơi này sẽ bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang lại ở trong nhà và cả những nơi công cộng chưa hết đâu. Và có thể bắt tất cả học sinh khi đi học phải bắt buộc đeo khẩu trang. À, tức là trong thời gian vừa qua thì có thể nói là người ta đã coi như là nới lỏng, không bắt buộc đeo khẩu trang. Nhưng bây giờ có thể California là một cái nơi đầu tiên trên đất nước Mỹ bắt buộc đeo khẩu trang trở lại, cả ở nhà, cả ngoài nơi công cộng và cả trong trường học luôn quý vị nhé. Thì đây cũng là một cái thông tin mà quý vị cô chú bác người Việt Nam ở bên đó cần phải chú ý, tại vì nếu mà chính quyền ra cái lệnh bắt buộc thì dĩ nhiên mình phải làm theo, mà nếu mình không làm theo thì mình sẽ bị phạt, bị bắt, bị này, bị nọ, bị kia. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, nó liên quan tới một cái nơi, đó là rất là nhiều trường hợp người Việt Nam mình đã đi qua bên Campuchia, đi sòng bài ở bên đó đó, nó gọi là casino. Và có rất là nhiều trường hợp thì coi như là bị bắt, bị thiếu nợ, bị chặt tay, chặt chân này nọ kia. Nhưng vào ngày hôm qua thì cái vụ cháy ở khách sạn sòng bài Grand Diamond City của Campuchia đã khiến ít nhất 19 người chết và hơn 70 người bị thương. Thì bây giờ cuối cùng chính quyền ở đây, người ta đã lên tiếng là trong 19 người chết đó có người Việt Nam, tức là người Việt Nam mình đến từ đất nước Việt Nam qua bên này cờ bạc này nọ kia, rồi sau đó đã bị chết trong cái vụ hỏa hoạn ở cái nơi này. Thì vào ngày hôm qua, theo như trang tin Khmer Times dẫn lời ông Seth Sokom, người đứng đầu sở thông tin tỉnh Penti-Menchi ở Campuchia, cho hay là tính đến sáng ngày hôm qua, ít nhất 19 người thiệt mạng và 73 người bị thương trong cái vụ cháy ở khách sạn sòng bạc Grand Diamond City ở thị trấn biên giới Poipet. À, thấy chưa? Thì các nạn nhân chủ yếu đa số là người Campuchia, người Thái Lan, và trong đó có người Việt Nam và người Malaysia và người Trung Cộng, đa số là người châu Á đó quý vị nha. Thì hiện tại bây giờ người ta chưa có cho biết danh tính của người Việt Nam bị chết, tên gì, bao nhiêu tuổi hay là sao, người ta chưa có thông báo những cái chi tiết đó quý vị, nhưng mà người ta xác định là đã có người Việt Nam chết trong cái vụ cháy sòng bạc ở Campuchia. Thì đây cũng là một cái thông tin mà chúng ta cần phải chia sẻ để lỡ bà con cô chú bác của những người mà bị chết trong quả quạng đó biết để mà tìm người thân của mình quý vị ơi. Rồi sau giờ phút nhanh, còn là buổi sáng ngày thứ bảy, một ngày cuối cùng của năm 2022, tôi này chia sẻ và cập nhật những cái thông tin liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ, tình hình chiến sự tại Biển Đông. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu trong cuộc sống để xem cái video này. Nếu quý vị thấy hay, vui vẻ, yêu đời, please bấm nút chia sẻ. Và đây là cái video có thể nói là kết thúc năm 2022 của chúng ta quý vị nha. Ngày mai là chúng ta đã bắt đầu bước vào năm 2023 rồi. Chúc quý vị một năm mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Have a good day. Thank you.